Quảng Bình là một vùng đất tươi đẹp nằm ở miền Trung Việt Nam. Dưới chân đèo ngang, một đường hầm hiện đại mới được xây dựng, đáp ứng lượng du khách đến với Quảng Bình ngày một tăng. Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, với một quần thể gồm hơn 300 hang động lớn nhỏ, phong phú, kỳ dị. Tạp chí Hang động Thế giới đã đánh giá nơi đây có 7 điều nhất: sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát và bãi đá ngầm đẹp nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, hang động khô rộng và đẹp nhất, có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất, và hang động dài nhất. Động Phong Nha thực sự là một động tiên huyền bí, kỳ ảo với những khối thạch nhũ đẹp tuyệt vời. Lệ Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vào ngày 2 tháng 9 hàng năm, Lệ Thủy tổ chức hội bơi đua thuyền Lệ Thủy, thể hiện truyền thống đoàn kết keo sơn và một tinh thần thượng võ độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Qua Quảng Bình, xuôi xuống phía nam, có cầu Hiền Lương lịch sử. Cách đây hơn 30 năm, từng là ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam. Quế là vùng đất cổ, nơi đây đã được chúa Nguyễn Hoàng chọn làm kinh đô Đàng Trong vào năm 1558 và vua Gia Long chọn làm kinh đô của triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Tại Quế còn lưu giữ được hàng trăm di tích lịch sử, nổi bật nhất là các cung điện, lăng tẩm của các vua chúa nhà Nguyễn. Nét đặc sắc của văn hóa Quế là kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình. Nhã nhạc cung đình Quế năm 1993 được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Lăng tẩm là nơi an nghỉ ngàn thu của các vua chúa triều Nguyễn. Quế có 8 lăng tẩm được xây dựng rất công phu. Ngay từ khi vị vua còn sống nên lăng được coi như hành cung thứ hai để nhà vua thưởng ngoạn. Lăng gồm 2 khu, khu tưởng niệm gọi là tẩm và phần mộ gọi là lăng, và nhiều công trình khác gắn bó hài hòa với phong cảnh thiên nhiên. Quế nổi tiếng với dòng sông Hương thơ mộng: đi đâu cũng nhớ quê mình, nhớ sông Hương gió mát, nhớ ngự đình trăng treo. Vẻ đẹp của Quế và lịch sử mà nó là nhân chứng đã đem đến cho Quế một sức hấp dẫn về văn hóa và du lịch, và trở thành thành phố festival ở Việt Nam. Festival Quế được tổ chức 2 năm một lần, là ngày hội lớn về tình hữu nghị, tôn vinh sự sáng tạo của người Việt và giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới. Ngoài ra còn có các lễ hội như lễ tế đàn Nam Giao, lễ hội điện Hòn Chén. Đến với Quế, du khách thả sức thưởng thức những món ăn cổ truyền thú vị như bánh khoái, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ướt, bánh nậm, bánh lá chả tôm, cơm hến, bún bò. Nhưng có lẽ món bún bò Quế là món ngon và dễ ăn, dễ cảm nhất đối với mọi người. Là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, Quế có nhiều khách sạn sang trọng. Nằm bên bờ sông Hương, khách sạn Hương Giang là một khách sạn đẹp cả về kiến trúc và nội thất. Khách sạn Hương Giang là khách sạn 4 sao, có đội ngũ quản lý và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Khách sạn có 160 phòng, gồm phòng cung đình và các phòng tiêu chuẩn sang trọng nằm bên bờ sông. Tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc cung đình Quế, với đầy đủ trang thiết bị và tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thank you.
Khách sạn có hai nhà hàng sang trọng, nhà hàng Mai Hoa và nhà hàng Cung Đình, được thiết kế theo kiến trúc cung đình Huế, phục vụ từ 200 đến 500 thực khách. Khách sạn phục vụ nhiều món ăn truyền thống Việt Nam và các món ăn châu Âu, châu Á nổi tiếng. Khách sạn Hương Giang thường xuyên tổ chức những bữa ăn ngự thiện của các vua triều Nguyễn ngày xưa tại nhà hàng Cung Đình, với những món ăn độc đáo và những nghi thức trang trọng. Khách sạn còn có nhiều dịch vụ khác, phục vụ các quý khách có những giờ phút lý tưởng khi viếng thăm xứ Huế nổi tiếng của Việt Nam, với những sản phẩm tuyệt vời về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, thiên nhiên thơ mộng, cùng với những người dân Huế giàu lòng mến khách, đôn hậu và hết sức tài hoa. Với sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên, cộng với sự sáng tạo của con người đã tạo cho Huế vẻ đẹp hài hòa, phản ánh khá đầy đủ những thắng cảnh, những di sản văn hóa của một nước Việt Nam thu nhỏ. Tháng 12 năm 1993, Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thành phố Đà Nẵng do người Pháp thành lập vào năm 1888 với tên gọi Trô Răng là thành phố lớn nhất miền Trung. Từ xưa, Đà Nẵng đã là hải cảng quan trọng của miền Trung Việt Nam. Nay là một trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam. Kể từ khi đất nước đổi mới, Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh. Đà Nẵng gắn bó mật thiết và có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy lớn đối với miền Trung, với Tây Nguyên, với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Đà Nẵng là vùng đất cổ, gắn liền với nền văn hóa Sa Huỳnh. Cách đây 3.000 năm, xưa kia thuộc Vương quốc Chăm, một thời phát triển rực rỡ. Nhiều hiện vật tiêu biểu của văn hóa Chăm được lưu giữ tại Bảo tàng Chàm tại Đà Nẵng. Ngũ Hành Sơn là quần thể núi nổi tiếng ở phía nam Đà Nẵng. Năm 1837, vua Minh Mạng ngự du đến đây đã đặt tên cho 5 ngọn núi là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Quả Sơn, Thổ Sơn. Ngũ Hành Sơn có nhiều hang động và có khá nhiều chùa. Hai ngôi chùa được sắc ban quốc tự là chùa Tam Thai và Linh Ứng. Tại Ngũ Hành Sơn còn có nghề chạm khắc đá truyền thống nổi tiếng trong và ngoài nước. Nghề chạm khắc đá từ lâu đã góp phần tôn thêm vẻ đẹp truyền thống của Ngũ Hành Sơn và của Đà Nẵng. Nhiều khách sạn đầy đủ tiện nghi được xây dựng ở Nam Đà Nẵng, Bắc Quảng Nam, nơi bốn mùa tràn đầy nắng, gió, với trời xanh, biển xanh, cát trắng, hết sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Tháng 4 năm 2008, Đà Nẵng tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế. Trong tiến trình lịch sử, Quảng Nam được tạo lập trên con đường tiến về phía Nam của nhiều thế hệ người Việt. Bãi biển Hội An cũng là một bãi biển đẹp với nhiều khách sạn sang trọng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Quảng Nam là tỉnh nổi tiếng Việt Nam với một điểm đến, hai di sản. Đó là phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Từ thế kỷ 16, Hội An là thương cảng lớn trong khu vực, nổi tiếng với tên gọi FIFO, là nơi buôn bán sầm uất của nhiều thương gia quốc tế. Hội An có gần 1.400 di tích nổi tiếng như Miếu Quan Công, Chùa Cầu, Chùa Phước Lâm, Chùa Chúc Thánh, vân vân. Chùa Cầu là cây cầu cổ, là di tích quen thuộc, trở thành biểu tượng của Hội An. Cầu dài 12 mét, mái lợp ngói âm dương, gian giữa cầu thờ Bắc Đế Trấn Võ,
vị thần bảo vệ xứ sở, đem lại hạnh phúc cho con người. Hai đầu cầu có tượng khỉ và tượng chó đứng chầu. Tương truyền, đó là hai con vật mà người Nhật thờ từ cổ xưa. Nhà bảo tàng văn hóa Hội An trưng bày khoảng 500 hiện vật và có nhiều hình ảnh phản ánh khá đa dạng về lịch sử, văn hóa và sinh hoạt của Hội An, trong đó có nhiều hiện vật gốc có từ trăm năm trước. Năm 1999, Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Phố cổ Hội An được công nhận như một biểu hiện vật chất về sự hòa hợp các nền văn hóa và là một ví dụ nổi bật về nơi cư trú của con người trong quá khứ. Hội An còn bảo lưu được nhiều vốn cổ về văn hóa, phong tục, tập quán, nghi lễ, ẩm thực. Tất cả đã góp phần tạo cho Hội An dáng vẻ riêng, đậm nét xưa. Trải qua thời gian dài tạo dựng và phát triển, các lớp thế hệ cư dân Hội An đã kế thừa, phát huy những kinh nghiệm của tiền nhân, cởi mở, linh hoạt trong quan hệ giao lưu với bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế, hình thành nên bản sắc văn hóa riêng gắn với môi trường sông nước ven biển, với việc phát triển hải cảng, là nơi giao thoa của các nền văn hóa trong suốt nhiều thế kỷ. Đến ngày rằm âm lịch hàng tháng, cả Hội An tràn ngập trong sắc màu của những ngọn đèn lồng muôn hình, muôn vẻ, tạo ra nét văn hóa độc đáo chỉ có ở Hội An. Khu di sản văn hóa Mỹ Sơn cách Hội An khoảng 40 km là thánh địa của Vương quốc Champa. Người Chăm có nghề làm đồ gốm truyền thống độc đáo và tinh xảo. Từ nghệ thuật làm gốm, người Chăm đã xây dựng nên nhiều ngôi tháp cổ bằng gốm và đất nung đồ sộ, có kiến trúc và điêu khắc rất nổi tiếng ở Việt Nam. Trong tín ngưỡng của người Chăm, nơi nào cũng thể hiện rất rõ sự hòa trộn giữa tục thờ nhân thần và tín ngưỡng phồn thực. Đâu đâu cũng thấy linh ga, vật dương, khiến ta có cảm giác đối với người Chăm, linh ga được coi là cầu nối, truyền dẫn sức mạnh của vũ trụ xuống trái đất. Lễ hội KT của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận diễn ra vào mùng 1 tháng 7 Chăm lịch hàng năm, là một trong những ngày hội lớn diễn ra ở tháp Bô Long Gadai, được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 để thờ vua Bô Long Gadai, người được dân tộc Chăm suy tôn thành thần thủy lợi. Trong lễ hội KT, người Chăm có tục tắm rửa cho thần. Tục này được diễn ra với các nghi lễ hết sức trang trọng.